đóng vai khách hàng vờ đi vệ sinh để thực hiện hành vi xấu xí. Một số đối tượng đóng vai khách đến các cửa hàng thời trang, điện thoại, tạp hóa, quán cà phê mua hàng, rồi lợi dụng sơ hở của chủ tiệm để lấy trộm tài sản. Vào quán vờ đi vệ sinh, lợi dụng sơ hở, người đàn ông đã ra tay trộm tài sản. Theo đó, vụ việc xảy ra trưa 16 tháng 4 tại quán cà phê Võng tại Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Long An. Lúc này, một người đàn ông vào quán mua nước, sau đó vờ ra sau đi vệ sinh. Gã này nhanh chóng thò tay lên tủ lấy trộm điện thoại hiệu iPhone 14 Pro màu đen, bỏ vào túi rồi tẩu thoát. Để phòng tránh trộm cắp điện thoại, hãy giữ điện thoại ở nơi an toàn, sử dụng các ứng dụng theo dõi và khóa điện thoại từ xa. Cài đặt mật khẩu hoặc khóa vân tay, luôn quan sát xung quanh khi ở nơi công cộng. Báo cảnh sát nếu phát hiện hành vi trộm cắp và cập nhật phần mềm điện thoại để tận dụng các tính năng bảo mật mới nhất và chia sẻ thông tin này để mọi người cùng cảnh giác. Phòng tránh luôn tốt hơn là giải quyết hậu quả sau sự cố. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.